100 thằng đàn ông thì cả 100 thằng đều gái gú, tin không? No no no, còn một cơ số 3D thì đi với dai chứ. Chắc chắn người đăng bài này là một cô gái vừa bị cắm một cặp sừng đáng yêu. Không có đàn ông lăng nhăng, chỉ có đàn ông không biết kiềm chế, mãi là anh em. Chơi gái gú, không lẽ chơi BD hả mẹ? Đúng là con trai của ta. Phụ nữ các cô không ngoại tình thì đàn ông chúng tôi lăng nhăng với ai? Nể nhất bọn con gái, lúc mình mời đi ăn thì rủ theo lắm con bạn đi ăn trực. Đến khi đi nhà nghỉ, mình bảo rủ thêm mấy thằng bạn mình thì nó đéo đồng ý, ích kỷ vải trưởng. Đội trưởng nhóm nhạc huyền thoại HKT, tôi đến quán phở, khán giả bu vào đông kẹt đường, công an phải vào giải quyết. What the hell? HKT là tên nhóm nhạc của ba huyền thoại, trong đó gồm Huấn Hoa Hồng, Ngô Bá Khá và Dương Minh Tuyền. Wow. Bây giờ đỡ, chứ lúc trước tạo hình như mấy thằng điên, nhạc HKT tôi nghe chứ không bao giờ xem MV. Ai còn nhớ hội khuyết tật này không? Trốn vợ đi hát karaoke, thanh niên tay ôm đào nhưng miệng vẫn hát vợ tuyệt vời nhất. Người tuyệt vời nhất là em, chẳng ai khác ngoài em. Các cô không hiểu rõ tâm tư đàn ông chúng tôi, dù có ôm cô gái nào đi chăng nữa bọn tôi vẫn nghĩ về vợ. Ta nhiều vợ, ta hát vợ tuyệt vời nhất, nhưng ta có nói tên vợ nào tuyệt vời nhất đâu. Nhỡ may con đang ôm trở thành vợ ta sau này thì sao? Giống mấy thằng trộm tiền mẹ đi hát gara bài xin lỗi mẹ hay gánh mẹ gì gì đó. Quá chuẩn luôn. Thầy ơi cho con hỏi tuổi gì ghép với tuổi gì thì hòa hợp, có tài lộc trong làm ăn, trong xây dựng gia đình, thầy làm phúc chỉ con với ạ, con cảm ơn thầy nhiều. Tuổi Mão thì cứ chọn tuổi Dậu sẽ thành một cặp mèo mả gà đồng vô cùng hạnh phúc. Tuổi Mùi thì chọn tuổi Tuất nhé, kết hợp làm ăn treo đầu dê bán thịt chó sẽ giàu có nhanh. Tuổi Sửu mà kết hợp với tuổi Ngọ sẽ thành một cặp đầu trâu mặt ngựa, sẽ cân cả thiên hạ luôn. Chính thức, cảnh sát giao thông cả nước ra quân tổng kiểm tra phương tiện, được phép dừng tất cả xe dù không có lỗi vi phạm. Đen thôi, tao học 12 chưa có bằng nè, ngày nào cũng lái con uây đỏ chạy qua Cầu Giấy mà gặp các anh có bao giờ bị dừng lại đâu. Ha ha, nói chung là đen thôi đỏ quên đi. Mình đã nói với anh cảnh sát giao thông, muốn thành công phải đi ngược đám đông, vậy mà anh ấy vẫn phạt mình là sao? Bọn không có bằng lúc này. Nơi sinh ra của bao thế hệ trẻ em qua lời kể của bố mẹ. Mẹ tôi nói tôi sinh ra ở bãi rác, nhưng tôi biết đó là lời nói dối, vì không có thằng nào được sinh ra ở bãi rác mà đẹp trai như tôi cả. Từ nhỏ tao đã bị phong ấn cửu vị trong người, và mỗi lần tao nhìn thấy trăng tròn thì sẽ biến thành khỉ đột. Mẹ tôi nói mày là con ông hàng xóm.
tin lời kể của bố mẹ, mỗi khi đi qua thùng rác, tao lại phải xuống chào và hỏi thăm sức khỏe của đấng sinh thành. Mẹ bảo tao chui từ kẽ nẻ lên. Mẹ mình bảo mình nhoi từ gốc chuối lên, tìm hiểu bao năm không phân biệt được đâu là chuối cái đâu là chuối đực mà gọi bố gọi mẹ. Làm thế nào để biết mình không đẹp? Đến cả dùng app mà vẫn xấu thì đời này coi như bỏ. Trẻ con nhìn thấy mặt mình là khóc. Hiểu kiểu gì? Nếu ai đó gặp bạn ngoài đời rồi mà về vẫn thả tin hình trên Facebook của bạn chứng tỏ bạn đẹp ư? Wow. Có những người chơi Facebook nhưng không bao giờ đăng bài, chia sẻ hay bất kỳ điều gì. Vì chúng nó kết bạn với thầy cô và toàn thể dòng họ anh em trong nhà. Các nhà sư cũng là con người mà có ăn thịt đâu. Chơi Facebook chỉ để xem chúng nó công khai người yêu. Đúng là con trai của ta. Hãy sáng tạo theo ý của bạn. Khi bạn chơi vòng quay may mắn và trúng giải thưởng đặc biệt, chúc bạn may mắn lần sau. Mừng rớt nước mắt, bạn đã trúng một bịch thạch dừa. Anh có thai rồi. Đọc là chó, a hi hi. Nói nghiêm túc, đéo đùa đâu. Khóc đi. Like và đăng ký kênh để nhận nhiều video mới nhất nhé.